Ngoài Tăng Thanh Hà, siêu mẫu Lan Khuê không kém cạnh vẻ hào môn. Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa nhất với hàng loạt vị trí first place, vedette trên sàn kết quát, cũng như đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo Lan Khuê đột ngột theo chồng bỏ cuộc chơi và gia nhập hội con dâu hào môn cùng Tăng Thanh Hà. Theo đó, siêu mẫu kết hôn cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn và cũng từ khi về nhà chồng, Lan Khuê không chỉ hạn chế các hoạt động trong showbiz, mà đời tư của cô cũng không được tiết lộ nhiều. Dù vậy, mỗi khi cô nàng đăng ảnh, dân mạng ngay lập tức nhận ra những món hàng mà Lan Khuê sử dụng đều thuộc những thương hiệu đắt tiền, xa xỉ và sang chảnh. Thậm chí những trang phục đi làm, đi chơi cũng rất thời trang và ấn tượng. Nàng siêu mẫu không cần đi đâu xa mà chỉ đứng ở ban công, hành lang, cầu thang và khuôn viên biệt thự nhà mình cũng đủ cho ra đời loạt ảnh sang chảnh như resort cao cấp. Được biết, biệt thự nhà Lan Khuê được thiết kế theo phong cách cổ điển phương Tây, tông màu trắng chủ đạo, có khuôn viên ngoài trời rộng lớn, nội thất lại càng khiến dân tình trầm trồ hơn khi được dát vàng và thiết kế theo phong cách hoàng gia.